Rizky Pora. Pha đỡ bóng của Nguyên Mạnh, đã có pha phạm lỗi của cầu thủ đội bạn. Pha phạm lỗi của Pranada, một cầu thủ chơi rất rắn của Indonesia và thường chơi tuyệt trong một tình huống bật cao tiểu xảo. Vừa rồi là chiếc phạt gì dành cho Nguyên Mạnh, rất khó. Không hiểu vừa rồi là chiếc thẻ phạt gì dành cho Nguyên Mạnh, rất khó.